tấn công và thi đấu một trận đấu mà có thể nói là sòng phẳng với đối thủ, và có lẽ là với lứa cầu thủ, với những nhân sự chúng ta có trong tay thì ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ không lựa chọn một lối chơi mà phòng thủ, mà vẫn sẽ là một lối chơi quen thuộc, lối chơi tấn công và triển khai bóng với những cầu thủ. Vâng, có lẽ là như vậy, bởi vì là trong những trận đấu vừa qua, xe máy á, để ngoài á. Các đội tuyển khác nhau của Thái Lan thì có gì các đội bóng đó đều bình lớn chẳng hạn như là SEA Games 2015 thì họ có Christian Đỗ, có Chanatip, có Sarah Yuen, đều là những cầu thủ có khả năng giải quyết. Mai đám cưới bản thân em á, và cái giờ anh chạy đi sân bên nha. Khác so với sao được, còn 10 phút nữa có đá ban rồi, đi về sao kìa, giỡn hoài thì đi xong rồi về coi đi, 2 năm mới có một lần SEA Games á, không có bỏ được đâu, đi mình được thiên về phòng ngự nhiều hơn giờ sao. Và không đi đúng không? Tình huống tấn công của đội Thái Lan. Hay là muốn đi mà? Tôi của họ. Đi để SEA Games 2 năm có một lần thôi mà. Ngày hôm nay và cứ tháng nào cũng có. Như chúng ta đã phân tích thì họ hơn, có thể họ nhìn hơn chúng ta ở mặt thể lực. Bởi vì trong cái trận đầu tiên của Thái Lan gặp Indonesia thì đó là một trận đấu mất rất nhiều sức mà có thể. Anh. Anh không được coi đá banh á. Nói chung là em cũng buồn lắm. Em đi mua đồ đẹp chứ em không có vui gì đâu. Nhưng mà tại vì ngày mai là đám cưới bản thân em á, nên thôi. Anh hy sinh đi ha. Có gì đâu em. Chơi game mà 2 năm có một lần. Không đi em chia tay em lấy gì em chơi. Ê, đi chơi với ai? Đấy, vậy mới ngoan chứ. Đi anh. Đi đâu đây? Không coi đá banh à? Đá banh mày biết tao mê đá banh cỡ nào mà tao bỏ thi tới đá banh còn được mà. Giờ tao đang mắc nợ với bồ tao nè, phải đợi cho pin ra tao trở về nữa. Để hả? Để nó đi taxi về. Không có được. Đi taxi là phải có tao đó mới đi. Vượt qua không? Vượt qua nhà tao nè. Tao mua pizza, không tao bao. Không được, không được, mày đi, đi. Ai vậy? Bồ tao. Hả? Đi về cái đá banh. Thôi, thôi, giờ mày có đi không? Nói mày đi chứ đi. Tao nói mày nghe. Lần sau á, mày kiếm con bồ nào á, về đám anh á, như bồ tao nè. Bây giờ có đi không? Đi dẫn cái gì vậy không? Được rồi, được rồi. Không đi thôi nha. Đi chờ tiếp đi. Em đi lẹ nha, về coi đá banh trễ rồi. Mẹ đánh quá à, trễ gì mà trễ. Giờ anh mê em hay mê đá banh? Anh muốn gì? Giờ em vô rồi em ra đi với anh không được hả? Không á, đá banh 2 năm không có một lần, em nghĩ sao vậy? Anh phải về coi đá banh, anh cũng phải có bầu thời riêng của anh nữa. Giờ em muốn sao? Không em về taxi. Không anh, em biết rồi. Giờ em vô khoảng 5 phút rồi em ra với anh không? Mình về mình xem đá banh. Vậy được, đó, vậy cũng là giống yêu của anh chứ. Hôm nay nè, tuy không có mặt trời nhưng em vẫn chói chai cho anh á. Thôi đi ông, đừng có thả thính tôi nữa. Được mà, thôi, vô lại nha. Lại đi. Anh, thấy em không? Trời ơi, em đi hả chưa đầy 5 phút đúng nữa rồi. Em có một cái áo đẹp lắm, em bật cặp nè, tí nào mình về mình xem nha. Em mua nè, bánh mì nè, để về mình có đá banh anh nè. Thôi, trễ giờ rồi, anh lè đi, mình về mình xin đá banh nữa, lè lè anh. Bị khùng của em. Lên, nhanh lên cửa bên. Em ơi xong chưa vậy, ra nữa này cái. Nhanh lên nha. Anh biết rồi. Gì vậy anh? Cho cái đồ xong anh gọi gì vậy? Em có thể mua lẹ xíu không? Trễ về đá banh của anh rồi. Trời trễ gì mà trễ. Giờ mới đá banh em. Giờ muốn làm sao? Đợi em lừa đồ xong ra rồi đi về liền có gì đâu mà. Đá banh 2 năm mới có một lần đó. Hay là lát em muốn đi taxi một mình. Anh còn phải có bầu trời riêng của riêng anh chứ. Vậy em muốn làm sao? Ai? Hôm nay anh gì gan vậy? Trời ơi anh gì gan vậy nói chuyện nha. Hả?
Đóng hết chưa? Đó, nằm đó ngay chưa? Đó, bầu trời điên đó. Nằm đó đi nha, đòi tôi mua đồ xong rồi nha. Xin game hả? Xin game hả? Lát ra là tôi xử tiếp á. Hôm nay em cũng đã cố gắng hết sức mình, nhưng mà em đã không làm được cái gì giúp cho đội thì em cũng cảm thấy rất là buồn.